Xin chào mọi người nha, hôm nay thì sẽ review cận cảnh đàn Cusman K250 tại nhà cụ Thiều Kiên khui vào tối nay, do anh học viên học tại trung tâm âm nhạc Thiều Kiên đó, anh vừa học ở đây và anh mua đàn này luôn. Bây giờ thì sẽ quay cây K250 giá chỉ có trên 5 triệu, còn Cusman K350 thì giá tầm khoảng 7 triệu. Đó, nó chép được nhiều điệu hơn. K250 thì chép chỉ có 10 điệu thôi, còn Cusman K350 thì chép từ 30 điệu tới 50 điệu lận, cho nên nó trên lệch giá tầm 2 triệu. Bây giờ thì sẽ quay cái đàn Cusman cho mọi người cùng xem nha, rất phù hợp cho những ai mới tập. Bây giờ thì sẽ quay cận cảnh chi tiết đàn Cusman K250. Đây là cái thùng của nó nè mọi người, thùng của Cusman K250. Đây là thùng của Cusman K350. Đó, đây là đàn Cusman rất là đẹp nha, và bạn nghĩ kỹ thuật đang hướng dẫn cho anh xài. Đó, đây là đàn K250. Giờ thì sẽ cùng quay cho mọi người xem. Đây, cái mẫu đàn rất là đẹp và rất phù hợp cho những ai mới học nha. Đó, Cusman K250 cho mọi người. Đang tập sử dụng cái đàn này. Đàn rất là đẹp nha mọi người. Đàn rất là đẹp luôn. Đàn này chép được 10 style luôn nha mọi người. Nếu mọi người có nhu cầu tham khảo những dòng đàn organ, piano, guitar thì có thể liên hệ tại nhà cụ Thiều Gan số 0973675251 để được nhận sự hỗ trợ và sự tư vấn bên nhà cụ Thiều Gan nhé. Xin chào mọi người và chúc mọi người sức khỏe nha.